Kính thưa quý vị, công chúa Thụy Điển lấy chuyên gia ngân hàng Hoa Kỳ. Chú rể nói tiếng Anh và đã cố gắng để học tiếng Thụy Điển để trò chuyện cùng với cô dâu, nhưng là phải thú nhận đó là việc một việc rất là khó khăn. May mà công chúa Madeleine nói tốt tiếng Anh. Madeleine và bạn trai Christopher O'Neill vừa thông báo chuyện đính hôn của mình trên trang web của hoàng gia vào hôm thứ Năm vừa qua. Công chúa Madeleine năm nay 30 tuổi là con út của trong số 3 người con của vua Carl Gustav XVI và hoàng hậu Sylvia là người thứ tư trong danh sách thừa kế ngai vàng. Chú rể O'Neill là một nhà tài chánh 38 tuổi, hai người đã gặp nhau ở New York. Trong một video ngắn quay hôm thứ Tư tại lâu đài Drottningholm, ngoại ô của Stockholm, Madeleine cho biết là Chris đã cầu hôn cô ở New York vào đầu tháng 10 và họ cực kỳ hạnh phúc. Còn O'Neill thì là một người mang hai dòng máu Anh và Hoa Kỳ thì cho biết là Madeleine cũng như là anh đã biết nhau 2 năm vừa qua và gần đây thì anh đã lấy hết can đảm để hỏi cưới cô ấy. Ơn trời thì cô ấy đã đồng ý. O'Neill nói thêm vài lời bằng tiếng Thụy Điển rằng anh đã cố gắng học ngôn ngữ tiếng Thụy Điển nhưng quả là rất khó khăn. Madeleine cho biết là đám cưới sẽ diễn ra ở Thụy Điển vào mùa hè năm 2013, nhưng chi tiết thì cô sẽ tiết lộ sau. Madeleine sống ở New York và tại đây thì cô làm việc cho Quỹ Trẻ Em Thế Giới, một tổ chức phi lợi nhuận do Hoàng hậu Sylvia sáng lập. Năm 2010, cô đã cắt đứt một cuộc đính hôn trước đó sau khi báo chí đưa tin rằng vị hôn phu của cô lúc đó đã lừa gạt cô. O'Neill sinh ra tại London, mang hai quốc tịch Anh và Hoa Kỳ. Anh học trường nội trú ở St. Gallen, Thụy Sĩ và có bằng đại học về quan hệ quốc tế ở Đại học Boston, Hoa Kỳ và bằng thạc sĩ của trường kinh doanh Columbia ở New York. Hiện giờ thì O'Neill là đối tác, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại quỹ đầu tư Noster Capital có văn phòng tại London và New York. Hoàng gia Thụy Điển cho biết là sở thích của anh là trượt tuyết ở giải ao, chơi tennis, đánh golf, âm nhạc, nghệ thuật và câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Chị gái của Madeleine là công chúa kế nghiệp ngai vàng Victoria đã cưới cựu huấn luyện viên thể dục của cô là Daniel Gresling hồi năm 2010. Họ sinh cô con gái Esther trong năm nay. O'Neill đã tháp tùng với công chúa Madeleine để tới dự lễ đặt tên thánh cho công chúa nhỏ Esther hồi tháng 5 vừa qua. Và trước khi có tin về lễ đính hôn của công chúa Madeleine, châu Âu đã rộn ràng với một đám cưới hoàng gia khác khi hoàng tử Guillaume của Luxembourg và nữ bá tước Stephanie Delannoy của Bỉ Quốc làm lễ cưới hôm 20 tháng 10 vừa qua.